Xin kính chào và cảm ơn quý khán giả đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Trong chương trình trưa nay thứ tư ngày 25 tháng 5, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau. Thừa Thiên Huế xếp thứ tư chỉ số cải cách hành chính VN-Index và xếp thứ 17 về chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính CPAT năm 2021. Ban tổ chức cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức lễ tổng kết và trao giải cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ 15 năm 2022. 68 đề tài xuất sắc đã được trao giải. Hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng đang được tỉnh Thừa Thiên Huế tập trung đẩy mạnh. Đây được coi là một trong những kênh thoát nghèo hiệu quả. Theo kế hoạch, trong năm nay sẽ đưa khoảng 2.000 lao động ra làm việc ở nước ngoài. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 25 tháng 5 tại thủ đô Hà Nội, Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc công bố chỉ số cải cách hành chính VN-Index năm 2021 và chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính CPAT năm 2021 của các bộ ngành và các tỉnh thành phố. Năm nay Thừa Thiên Huế xếp thứ tư chỉ số cải cách hành chính VN-Index và xếp thứ 17 về chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính CPAT. Theo đó, năm 2021, tỉnh Thừa Thiên Huế xếp vị trí thứ 4 trên 63 tỉnh thành phố trong cả nước về chỉ số PA-Index, giảm một bậc so với năm 2020 nhưng lại có điểm số cao hơn. Năm 2020, 88,47 điểm, năm 2021, 89,32 điểm, duy trì được vị trí top 5 trong cả nước. Về chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2021, CPAT, tỉnh Thừa Thiên Huế xếp thứ 17 với 88,60 điểm, tăng 14 bậc so với năm 2020. Cùng với chỉ số PA-Index và CPAT thì năm 2021, nhiều chỉ số của tỉnh Thừa Thiên Huế được công bố đều tăng và nằm ở vị trí cao trong toàn quốc như chỉ số PAPI xếp thứ nhất, PCI xếp thứ 8, nằm trong top 10. Có được kết quả trên là nhờ trong thời gian qua, công tác cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn đã từng bước đi vào nề nếp, cơ bản đáp ứng và giải quyết tốt các giao dịch hành chính đối với tổ chức cá nhân. Các cơ quan quản lý nhà nước đã thường xuyên ra soát đơn giản hóa thủ tục hành chính, hệ thống hóa bộ thủ tục hành chính, rút ngắn quy trình thời gian giải quyết hồ sơ hành chính. Công tác cải cách thủ tục hành chính gắn với cơ chế một cửa liên thông được ra soát, kiểm soát chặt chẽ và nâng cao chất lượng thủ tục hành chính trong tất cả các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý. Hiện tỉnh đang tiếp tục tập trung cắt giảm, đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh, loại bỏ các quy định không hợp pháp, không cần thiết, không hợp lý, bảo đảm thực chất, tăng cường việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh, tiếp tục phát huy có hiệu quả kênh thông tin tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trên cổng dịch vụ công quốc gia để kịp thời tháo gỡ vướng mắc khó khăn cho người dân, doanh nghiệp. Sáng nay, Ban tổ chức cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh tổ chức lễ tổng kết và trao giải cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ 15 năm 2022. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phan Quỳ Phương đã đến dự và phát biểu chỉ đạo. Năm nay có 206 đề tài đăng ký tham gia cuộc thi, tăng 44 đề tài so với năm 2021. Nhiều đề tài có tính sáng tạo cao, thể hiện sự nhạy bén, tập trung nghiên cứu vào những vấn đề đang được xã hội quan tâm như sản phẩm thân thiện với môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và phát triển kinh tế. Chung cuộc đã có 68 đề tài xuất sắc đạt giải tại cuộc thi, trong đó giải nhất thuộc về hai học sinh Lê Khải Xuân Diệu và Phan Nguyễn Xuân Tùng, trường Trung học phổ thông Vinh Lộc, với đề tài nghiên cứu thiết kế và chế tạo máy tách rời từ lá cây lưỡi hổ. Ban tổ chức cũng đã trao 8 giải nhì, 13 giải ba và 46 giải khuyến khích cho các đội tham gia. Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phan Quỳ Phương đề nghị để phát huy những kết quả đạt được của sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Thừa Thiên Huế, góp phần thực hiện thành công nghị quyết số 07 NQTU của tỉnh ủy. Yêu cầu cả địa phương tiếp tục tăng cường hơn nữa trong công tác chỉ đạo, quan tâm tạo điều kiện để các trường và đông đảo các em học sinh tham dự, đặc biệt là hỗ trợ về kinh phí cho các em được thực hiện ý tưởng. Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Thừa Thiên Huế là một trong những sân chơi khoa học dành cho lứa tuổi thanh thiếu niên nhi đồng được tổ chức hàng năm. Đây cũng là cơ hội giúp các em trau dồi kiến thức, rèn luyện kỹ năng sáng tạo, xây dựng ước mơ trở thành những nhà khoa học, nhà sáng chế trong tương lai. Sáng ngày 25 tháng 5, Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế phát động đợt thi đua đột kích với chủ đề Đoàn kết, hiệp đồng, lập công xuất sắc, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh gắn với diễn tập tác chiến chiến lược trên chiến trường miền Trung năm 2022.
Theo đó, nội dung phát động là 100% cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh quán triệt sâu sắc chỉ thị mệnh lệnh diễn tập của Bộ Quốc phòng, Tư lệnh Quân khu, của Tỉnh ủy, Ủy ban dân tỉnh, nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh gắn với diễn tập tác chiến chiến lược trên hướng chiến trường miền Trung của Đảng ủy Quân sự tỉnh. Xây dựng động cơ, tinh thần, thái độ, trách nhiệm, có ý chí quyết tâm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ trong diễn tập. 100% cấp ủy chỉ huy cơ quan đơn vị nắm chắc ý định diễn tập, xây dựng đầy đủ, có chất lượng, hệ thống các văn kiện kế hoạch phù hợp với ý định diễn tập, tham mưu tốt cho cấp ủy chính quyền địa phương lãnh đạo chỉ đạo, tổ chức thực hành diễn tập sát thực tế, đạt mục tiêu, yêu cầu đề ra. Tổ chức xây dựng đầy đủ, có chất lượng, hệ thống công sự sở chỉ huy, công sự trận địa, khu vực thực binh, thiết chế thao trường, đúng quy cách, sát với thực tế và tình huống chiến đấu, đúng với mệnh lệnh và chỉ thị của Tư lệnh Quân khu, của tỉnh. Phối hợp hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng tham gia diễn tập của quân khu, của tỉnh, huyện, thị xã, thành phố, các sở ban ngành cấp tỉnh trong diễn tập vận hành cơ chế, nhất là xử lý giải quyết tình huống A2, đạn địch đổ bộ đường không, đường biển, chống gây rối bạo loạn biểu tình. Thời gian phát động từ ngày 25 tháng 5 đến ngày 15 tháng 9 năm 2022. Trước đó, vào chiều qua, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức bế mạc hội thi doanh trại chính quy xanh sạch đẹp các ban chỉ huy quân sự huyện, thị, thành năm 2022. Đại tá Nguyễn Đình Khoa, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh dự chỉ đạo bế mạc. Báo cáo tổng kết hội thi nêu rõ, thời gian qua các đơn vị phải tập trung thực hiện nhiều nhiệm vụ tham gia phòng chống dịch COVID-19. Tuy nhiên, xác định được tầm quan trọng của hội thi, do đó các đơn vị đã tổ chức quán triệt triển khai thực hiện nghiêm túc theo đúng nội dung tiêu chí đề ra. Các đơn vị đã tập trung khai thác các nguồn kinh phí, phát huy nội lực để đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, đảm bảo mua sắm doanh cụ, mua sắm cây xanh, cây cảnh, xây dựng tiểu cảnh, bồn hoa, thảm cỏ, kết hợp tốt phong trào thi đua, xây dựng và quản lý doanh trại chính quy xanh sạch đẹp với các phong trào, cuộc vận động, phát huy tính tiên phong gương mẫu của cán bộ nhân viên chiến sĩ trong tham gia xây dựng chỉnh trang doanh trại với hàng chục ngàn ngày công lao động, qua đó tạo môi trường doanh trại ngày càng khang trang, chỉnh quy, sáng, xanh, sạch đẹp, góp phần nâng cao chất lượng thực hiện các nhiệm vụ và nâng cao đời sống bộ đội, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu. Kết thúc hội thi, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tặng giải nhất cho Ban Chỉ huy Quân sự huyện Phong Điền, giải nhì cho Ban Chỉ huy Quân sự thị xã Hương Trà và giải ba cho Ban Chỉ huy Quân sự thị xã Hương Thủy. Cùng trong chiều qua, Đảng ủy Quân sự các huyện Phú Vang, Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết số 623 của Quân ủy Trung ương về đảm bảo công tác hậu cần đến năm 2020 và những năm tiếp theo. Tại Phú Vang, Đại tá Hoàng Văn Nhân, Phó Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị. Trong 10 năm qua, Đảng ủy Quân sự huyện đã tổ chức quán triệt triển khai trong toàn đảng bộ và các chi bộ quân sự xã thị trấn, đồng thời tích cực tham mưu cho huyện ủy, ủy ban nhân huyện ra nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện công tác hậu cần. Bên cạnh đó, Đảng ủy xây dựng kế hoạch thực hiện nghị quyết số 623 của Quân ủy Trung ương và nghị quyết của Đảng ủy Quân khu 4 về công tác hậu cần đến năm 2020 và những năm tiếp theo. Đảng ủy Ban Chỉ huy Quân sự huyện luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác hậu cần, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, mang lại hiệu quả thiết thực, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nhất là đảm bảo hậu cần cho nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu. Tham gia phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu hộ cứu nạn, phòng chống dịch COVID-19, công tác tăng gia sản xuất, chăn nuôi được chú trọng. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Đại tá Hoàng Văn Nhân, Phó Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh yêu cầu thời gian tới, Đảng ủy Ban Chỉ huy Quân sự huyện tiếp tục quán triệt, thực hiện tốt nghị quyết của Quân ủy Trung ương, của Đảng ủy Quân khu và kế hoạch hướng dẫn của Đảng ủy Quân sự tỉnh về công tác đảm bảo hậu cần. Đặc biệt, thực hiện tốt các quy định về công tác quản lý, thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng lãng phí trong công tác hậu cần và phong trào thi đua ngành hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy đi vào chiều sâu, hiệu quả, gắn với phong trào thi đua quyết thắng và cuộc vận động, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, có trọng tâm, trọng điểm. Quán triệt sâu sắc nội dung các chỉ thị 623 và 513 của Quân ủy Trung ương. Trong những năm qua, Đảng ủy Ban Chỉ huy Quân sự huyện Phú Lộc đã tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung mục tiêu của nghị quyết một cách nghiêm túc, chặt chẽ, gắn công tác hậu cần tài chính với nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị. Đã tập trung cụ thể hóa các nội dung, chỉ tiêu, biện pháp thực hiện nghị quyết sát với nhiệm vụ của lực lượng vũ trang huyện, đặc biệt là đảm bảo công tác hậu cần tài chính cho nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, nhiệm vụ diễn tập phòng chống thiên tai dịch bệnh, đảm bảo hậu cần trong khu vực phòng thủ. Với sự lãnh đạo chỉ đạo chặt chẽ, phù hợp, trong 10 năm qua, công tác hậu cần tài chính trong lực lượng vũ trang huyện đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.
công tác quân nhu, quân y, công tác doanh trại, công tác bảo quản sử dụng xăng dầu luôn được các cấp các ngành thực hiện một cách chặt chẽ. Đặc biệt là việc quản lý sử dụng ngân sách tài chính, đảm bảo cho các nhiệm vụ luôn đảm bảo tính công khai, minh bạch và đúng quy định. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Đại tá Hà Văn Ái, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã đánh giá những kết quả mà Đảng ủy Quân sự huyện Phú Lộc đạt được trong việc thực hiện nghị quyết trong 10 năm qua. Đồng chí Phó Chính ủy cũng chỉ ra một số hạn chế khuyết điểm, qua đó yêu cầu Đảng ủy Ban Chỉ huy Quân sự huyện tiếp tục quán triệt sâu sắc, bám sát các nội dung của nghị quyết để lãnh đạo, triển khai, chỉ đạo thực hiện công tác hậu cần tài chính một cách chặt chẽ, hiệu quả, đúng quy định của quân đội và pháp luật của nhà nước. Thưa quý vị và các bạn, những thành tích chiến công của lực lượng công an nhân dân chính là minh chứng sinh động, đầy ý nghĩa của việc học tập, thẩm nhuần và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong toàn lực lượng công an nhân dân. Bằng những hành động việc làm cụ thể thiết thực, cán bộ chiến sĩ công an huyện Phong Điền đã không ngừng phấn đấu rèn luyện, quyết tâm học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với 6 điều Bác Hồ dạy đối với lực lượng công an nhân dân. Đã gần 21 giờ tối, tại xã Phong Hải vẫn còn hàng chục công dân đang chờ để làm căn cước công dân. Bên trong, những cán bộ chiến sĩ của đội cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an huyện Phong Điền vẫn đang miệt mài tiếp nhận hồ sơ, lấy thông tin công dân trong dữ liệu quốc gia dân cư, thu nhận vân tay, chụp ảnh và đẩy dữ liệu về trung tâm dữ liệu quốc gia cho công dân. Phần lớn công dân đến làm căn cước công dân vào khung giờ này là các công nhân, học sinh, sinh viên, các hộ kinh doanh, những người mà ngày thường có quá ít thời gian để thực hiện các thủ tục hành chính. Trực tiếp có mặt ở đây, chúng tôi mới thấu hiểu hết những công việc thầm lặng của những cán bộ chiến sĩ khi công việc luôn bận rộn để tận tình hướng dẫn, giải thích những vướng mắc của nhân dân trong việc làm căn cước công dân, đã trở thành công việc rất quen thuộc của những bóng áo xanh quân phục. Không dừng lại ở đó, anh em cán bộ chiến sĩ cùng tình nguyện làm thêm ngoài giờ, kể cả ngày nghỉ để phục vụ nhân dân. Bản thân tôi cũng là một công dân đến đây để làm thẻ căn cước công dân. Thì theo tôi cảm nhận thì các anh công an ở đây rất là nhiệt tình, phục vụ rất tận tình, chú đáo, chỉ dẫn từng cái chi tiết cụ thể rõ ràng cho từng người dân, và đặc biệt rất quan tâm đến những người già, các anh đã rất là tận tình để chỉ dẫn. Bản thân người dân chúng tôi cảm thấy rất hài lòng với cái việc làm căn cước công dân tại địa phương. Nhưng ngày nay tôi cùng các đồng chí đồng đội làm việc có ngày nghỉ cuối tuần, mọi người trong đội thay nhau làm việc cả ngày lẫn đêm, không kể cả ngoài giờ hành chính, để chạy đua với thời gian để phấn đấu hoàn thành tốt việc căn cước công dân, sớm đạt chỉ tiêu đề ra. Khắc ghi lời Bác dạy, trong những năm qua, lực lượng công an huyện không ngừng nỗ lực phấn đấu, nêu cao tinh thần vì nước quên thân, vì dân phục vụ. Những hình ảnh cán bộ chiến sĩ lực lượng công an huyện Phong Điền đã không ngại khó khăn vất vả, dầm mưa dãi nắng, giúp bà con nông dân thu hoạch lúa do thiên tai gây ra và luôn xung kích đi đầu trong phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu hộ cứu nạn, phòng chống dịch bệnh, chung sức xây dựng nông thôn mới. Những hình ảnh ấy càng tô đậm thêm truyền thống vẻ vang của lực lượng công an huyện Phong Điền trong việc học Bác, để hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, vì nhân dân phục vụ, để lại ấn tượng và tình cảm tốt đẹp trong lòng nhân dân, được nhân dân tin yêu. Năm nay gia đình chúng tôi có gieo xạ 8 sào, lúa bị đổ, hư hỏng hư hại rất nhiều, nổi mồng, nhân công thì không có, máy thì cắt không được. Hôm nay là các đồng chí nhờ sự giúp đỡ của các đồng chí công an về giúp dân, đang rất nhiệt tình, chúng tôi rất cảm ơn các đồng chí ấy. Xác định thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những nội dung trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng công an trong sạch vững mạnh. Đảng bộ Công an huyện Phong Điền đã chủ động xây dựng kế hoạch quán triệt triển khai tới toàn đơn vị. 100% cán bộ chiến sĩ cam kết tu dưỡng phấn đấu, rèn luyện thực hiện nghiêm túc chỉ thị số 05 gắn với nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 và các quy định của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, chỉ thị của Bộ Công an về đổi mới nâng cao chất lượng phong trào công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy trong tình hình mới. Cuộc vận động xây dựng phong cách người công an nhân dân, bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ. Bên cạnh đó đã nêu cao tinh thần chủ động đấu tranh có hiệu quả với tội phạm và tệ nạn xã hội, lập nhiều chiến công xuất sắc trên mặt trận đấu tranh phòng chống tội phạm. Từ việc học và làm theo Bác, trong đơn vị ngày càng xuất hiện nhiều tấm gương sáng về tinh thần tận tụy với công việc, hết lòng phục vụ nhân dân.
góp phần xây dựng hình ảnh người cán bộ chiến sĩ công an huyện Phong Điền vì nước quên thân, vì dân phục vụ. Qua 5 năm triển khai thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, thì Đảng ủy Ban Chỉ huy Công an huyện Phong Điền đã thường xuyên chỉ đạo các chi bộ, các cái đội nghiệp vụ và toàn bộ cán bộ chiến sĩ của công an huyện thường xuyên cụ thể hóa bằng các cái chương trình hành động cụ thể và có kế hoạch phù hợp với đặc điểm tình hình chức năng nhiệm vụ của từng đội đơn vị nghiệp vụ, xây dựng phong cách người công an nhân dân, bản lĩnh nhân văn vì nhân dân phục vụ của Bộ Công an phát động, đồng thời thực hiện có hiệu quả các cái chuyên đề hàng năm của công an tỉnh, tạo sự chuyển biến rõ nét trong thực hiện cái đạo đức công vụ, cải cách hành chính, tránh phiền hà, sách nhiễu người dân, song song với đó là phòng chống tham nhũng tiêu cực và nêu gương, gắn trách nhiệm với chỉ huy, lãnh đạo và người đứng đầu trong các cái đơn vị thuộc lực lượng công an huyện để nâng cao hơn nữa cái hiệu quả công tác và đặc biệt là phục vụ người dân tốt hơn. Nhiệm vụ chính trị mà Đảng và Nhà nước và ngành công an giao phó cho lực lượng công an nhân dân. Những kết quả đạt được trong thời gian qua chính là động lực, là niềm tin để Đảng ủy Công an huyện Phong Điền tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ chiến sĩ thực hiện có hiệu quả chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh và 6 điều Bác Hồ dạy đối với lực lượng công an nhân dân, để mỗi cán bộ chiến sĩ phát huy tinh thần vì nước quên thân, vì dân phục vụ, lập nhiều chiến công xuất sắc, góp phần đem lại bình yên và hạnh phúc cho nhân dân. Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 24 tháng 5 tại Ủy ban Nhân dân xã Vinh Thanh, Ủy ban Nhân dân huyện Phú Vang tổ chức lễ bế mạc trại sáng tác văn học nghệ thuật năm 2022 với chủ đề Phú Vang ngày mới. Diễn ra từ ngày 12 tháng 5 với chủ đề Phú Vang ngày mới, với sự tham gia của 14 văn nghệ sĩ thuộc 3 hội chuyên ngành, nhà văn, âm nhạc, nhiếp ảnh của Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật tỉnh, đã đi thực tế ở các địa phương như Phú Đa, Vinh Thanh, Phú Gia, Phú An. Từ đó khơi nguồn cảm hứng sáng tác ra nhiều tác phẩm có giá trị cao, thể hiện qua nhiều thể loại phong phú, mang đậm hơi thở cuộc sống, bản sắc về truyền thống văn hóa, lịch sử, con người nơi đây. Với 60 tác phẩm, gồm 10 ca khúc âm nhạc, 30 tác phẩm nhiếp ảnh, 19 bài thơ và một bút ký, đã là minh chứng sinh động về tình cảm, tình yêu của các văn nghệ sĩ đối với mảnh đất, con người và bản sắc văn hóa của quê hương Phú Vang anh hùng. Thông qua trại sáng tác lần này sẽ góp phần vào việc cổ vũ động viên các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân huyện nhà, đồng thời phản ánh những thành tựu, kết quả, tiềm năng, thế mạnh của huyện Phú Vang, góp phần quảng bá hình ảnh và làm phong phú thêm đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân huyện nhà, qua đó để nhiều người trong và ngoài tỉnh biết đến và thu hút du khách đến tham quan du lịch. Thưa quý vị và các bạn, sau khi mở cửa lại các đường bay quốc tế, hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng đang được tỉnh Thừa Thiên Huế tập trung đẩy mạnh. Đây được coi là một trong những kênh thoát nghèo hiệu quả. Và theo kế hoạch của tỉnh, thì trong năm nay sẽ đưa khoảng 2.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài. Hôm nay, 8 học viên của Trung tâm Du học và Việc làm ngoài nước Huế IC Sakiko tổ chức lễ gặp mặt trước khi xuất cảnh. Họ là những người đã vượt qua cả đợt phỏng vấn và đủ điều kiện để ra nước ngoài làm việc. Hai ngành hàng sẽ chờ đón các học viên tại Nhật Bản là thủy sản và linh kiện ô tô. Các em đều trải qua thời gian học tiếng, học kỹ năng nên đều rất tự tin có thể làm tốt công việc khi đến với đất nước mặt trời mọc. Giờ em đã học tập đại luyện ở đây được 6 tháng và tình nhật của em cũng trao dồi được một cách kỳ càng trước khi sang Nhật. Em mong muốn là sang Nhật có thể kiếm được một số vốn để có thể về Việt Nam tự mình kinh doanh một cái mô hình môn đồ. Hiện tại là em đã được trang bị là 6 tháng tiếng Nhật và được đào tạo từ các thầy cô rất là tốt để mà chuẩn bị sang nước ngoài làm việc ạ. Em có một chút hơi hồi hộp ạ và lo lắng, nhưng em sẽ cố gắng thật tốt để làm việc tại Nhật Bản. Từ thời điểm dịch COVID-19 được kiểm soát, các đường bay quốc tế được nối lại. Các đơn vị có chức năng đưa người đi làm việc ở nước ngoài trên địa bàn tỉnh cũng đã bắt tay vào khởi động rất nhiều chương trình. Trong đó, quan trọng nhất là tuyên truyền đến người lao động ở các vùng nông thôn, vùng sâu để họ mạnh dạn hơn khi tham gia vào chương trình. Nhiều chính sách ưu đãi về vốn vay cũng đã được Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua nhằm giúp người lao động tự tin hơn khi quyết định đi lao động ở nước ngoài. Chiến lược của chúng tôi thì mỗi xã, mỗi phường chúng tôi sẽ tuyển ít nhất từ 1 đến 2 nhân sự.
Mục đích của chúng tôi mở văn phòng từng huyện và lấy người địa phương sẽ là nhân viên chính thức là để kết nối cái thông tin giữa người lao động và thị trường của Nhật Bản. Bởi vì chúng tôi nghĩ rằng là cái khó khăn lớn nhất của thị trường bây giờ của đối với người lao động đó là thông tin. Sau khi mà Nhật Bản đã cho phép nhập cảnh lại thì đối với Suleco đã từ tháng 4 đến hiện tại thì đã đưa gần là 400 lao động sang Nhật làm việc. Riêng tỉnh Thừa Thiên Huế thì số lượng lao động cũng là từ 30 đến 40 lao động đã sang Nhật làm việc trong thời gian vừa qua. Ngoài ra thì sau khi mà cái chương trình là đã được khởi động lại thì Suleco cũng đã đẩy mạnh lên trong cái việc là tuyển chọn, đào tạo và chuyển giao nguồn nhân lực với các cái chế độ chính sách dành riêng cho mỗi tỉnh. Số liệu thống kê cho thấy trong 3 tháng đầu năm 2022, toàn tỉnh Thừa Thiên Huế có 44 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, tăng 190% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, Nhật Bản tiếp tục là thị trường có số lao động sang làm việc nhiều nhất với 40 lao động. Số còn lại tập trung ở các nước như Hàn Quốc, Đài Loan. Các ngành chức năng của tỉnh cũng đang rất nỗ lực tổ chức nhiều chương trình kết nối để giúp người lao động có cơ hội tiếp cận và hiểu thêm các thông tin cần thiết. Thì chúng tôi đang phối hợp với các đơn vị hỗ trợ đi làm việc nước ngoài thực hiện các cái kế hoạch, trong đó tập trung vào các cái vùng lõi, rồi các vùng khó khăn, đặc biệt là các cái hộ nghèo và cận nghèo. Thì trong tuần chúng tôi trình ủy ban cái kế hoạch để đưa là gần 10.000 người trong giai đoạn từ đây đến 25 để đi làm việc ở nước ngoài. Với những tín hiệu tích cực từ việc đưa người lao động đi nước ngoài, hy vọng Thừa Thiên Huế sẽ đạt được mục tiêu đưa 2.000 lao động đi làm việc trong năm nay theo kế hoạch đã đề ra. Chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế đến đây xin được kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.